Mồi đánh cá trôi cho mùa đông. Có bốn thứ. Thứ nhất là ngô, ngô tươi. Thứ hai là mẻ chua. Thứ ba là tương, tương ngon, tương bần, tương để chấm rau muống. Thứ tư là khoai sọ tươi. Ngô tách hạt, bung chín lên, khoai sọ bỏ luộc, bỏ vỏ, dầm nát ra, trộn mẻ với tương vào, đun sôi lên, đun thành một nồi sền sệt và dùng ngay được. Làm sao giữ cho nó nóng, ra đến bờ hồ mà nó còn độ 70 độ thì là tốt, 70-80 độ. Lúc ấy ta có thể nắm lại, ném xuống hoặc trộn với đất thì nó vẫn còn nghi ngút khói đấy. Lúc ném xuống mà câu ngay được cá trôi đến ngay. Không có thì mùa đông mà nó núp một chỗ. Và tốt nhất là cũng đến gần cái chỗ nào mà biết chắc rằng cá đang trú ẩn thì chắc chắn cá trôi vào nhiều lắm. Nó cần phải nóng sốt như vậy.